Một cái con người như tôi mà đi ăn những cái món ăn của người phàm sao được? Thầy ăn là phải ăn những cái thứ gì nó thiêng liêng chứ không đúng ăn rồi. Đường á. Đúng rồi. Ăn nhang không? Không. Cái gì vậy? Thánh thần rồi. Thầy đẻ thường chứ không đẻ mổ hả? Con này này xấu quá. Có bế mà còn xấu quá nữa. Ở đâu ra 50 triệu? Con này mua có 35 ngàn, cho 50 ngàn, cho luôn 100 ngàn. Rồi rồi rồi. Ở đâu ra? Mọi người chạy view giúp em nào. Làm ơn anh chú. Thầy đầy giống giúp con nào. Dạ. Chia sẻ cho con nào. Có. Dạ. Ừ dạ. Con nó cảm ơn anh nè. Chẳng đầu đó. Tuyệt vời. Cảm ơn anh trai. Thầy ơi. Thầy Con bán nước chứ không có bán hàng online. Ủa vậy hả? Ừ. Ủa vậy thầy lộn để thầy làm lại. Chính xác cần chuẩn. Thôi thầy. Anh khuyến chắc khăn được khăn còn thầm phan cái cần chuẩn chuẩn. Thầy. Thầm đã khuyến hai cái con. Mấy người này đưa giúp em nào. Thầy ơi, sao không vô cái nếp đó hoài? Thầy bị quen rồi. Em nói nghe thầy nghe nè. Mệt quá. Em nhờ thầy về cúng giải vong giải hạn. Chứ không phải là kêu mà thầy về làm biên đạo, làm vũ đoàn. Nhưng mà nữ cứ yên tâm với thầy. Bây giờ á, mình bán cái gì cũng vậy hết trơn. Ừ. Mình phải vô cái bài này thì vong nó mới về được. Hiểu không? Ờ. À, ghê dữ lắm ghê đó. Sợ quá hả? Cảm ơn anh Trung. Anh Trung. Em cảm ơn anh Trung nha. Là làm gì có ai? Có anh Trung. Đâu anh Trung đâu anh này. Trời ơi cái chậu bà. Thôi không có gì hết trơn á. Những cái người mà trần mắt thịt đó không bao giờ nhìn ra. Đối với thầy, thầy có đôi mắt âm dương. Thầy nhìn ra được hết. Dạ vậy đó. Trời ơi thầy hay quá. Anh Trung. Lâu quá rồi không gặp anh Trung. Anh Trung khỏe ha? Anh thương em. Anh chứng minh giùm em một cái đi. Là coi như có sự hiện diện của anh ở đây được không? Ờ thôi. Tin chưa? Tin thầy ơi. Hay quá thầy ơi. Ta nói thầy mà. Thầy đã ra tay là biết. Dạ. Trong nhà của nữ ghê lắm nha. Vừa phải thôi nha. Muốn cái gì? Muốn cái gì thì trấn em á. Thầy trấn em á. Đứng im đây cho thầy. Mà tôi nói nha. Có hai dòng lận á. Hai dòng lận hả thầy? Một cái dòng mập cái môi nó chề chề thấy ghê lắm. Còn một cái dòng dòng đực nữa. Dòng đực mà cái nó để cái hàm râu thấy ghét lắm. Vậy là hai vợ chồng rồi. Đúng rồi. Hai vợ chồng kéo lại nhà tôi. Ê, bước nhà. Ơ cái gì vậy? Ấy à thầy. Anh tôi khám khuôn khà. Thôi. Ai này thầy. Hey. Người thất cả. Ấy. Yo cái thiên cái khuôn khà mà cả rồi. Ấy ở đây nè. Hey. Ở thường kê kìa. Hey hả dạ. Hey à. Hú chén khuôn chê chà. Hả đi. Hợp hả. Ấy. Ấy. Sàn khuôn chê cơ được hai chú chắc. Ý là tôi kêu nó hai đứa nắm tay nhau đi rồi uống rượu hợp rượu da bôi đó kiểu vậy đó hai vợ chồng mà thầy thế con chơi chơi thế hồn chơi thế rồi hê hê thấy hụ hê à cầm khuôn khiên khuôn thật cả cái thằng bà ta thấy khuôn khuôn đây rồi đó đây rồi cũng sao được không thấy các bạn đó thế họ chơi chơi ai đấy khuôn khiên chơi 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 mận ca thấy đó ngồi ăn đi rồi đừng phá người ta ok hả ok rồi nó ok rồi đó trời ơi thầy dắt dông. Thầy dắt dòng mà như dắt chó đi gì thế? Trời đúng rồi, dòng đó mình phải dắt mình nói như vậy nó mới thấu hiểu được cái tâm can của mình. Trời ơi, thầy không đuổi nó ra giùm con thôi. À. Hai vợ chồng còn đưa rượu dao bôi nó uống xong rồi nó đẻ đái tùm lum hết trong nhà. Yên tâm, có thầy rồi thầy trấn yểm bùa là coi như yên tâm nha. Nhưng mà bây giờ trong cái lúc mà thầy trấn yểm bùa tự nhiên bây giờ thầy cần nạp thực quá. À, thầy phải nạp thực thôi. Nạp thực à. Từ hồi đó giờ con chỉ nghe nạp cạc chứ làm gì biết nạp thực. Nạp cạc là bà nạp đó. Chứ còn tôi là tôi phải nạp thực. Bà hiểu không? Nạp thực. Nạp là nạp vô. Thực là lương thực. Mình phải nạp lương thực vô. Để mình có sức. Rồi mình mới chống lại quỷ ma. Chống lại cặp vợ chồng thì này chứ. Thì đối à, đúng không? Nó đúng. Thôi tôi hỏi nó đúng không? Rồi nó ok. Là này nó đói. Đói thì nói đói. Xin con cho ăn chứ có gì đâu. Nói văn qua văn chương quá vậy. Đói cái gì trời. Ta nói là nói thiệt chứ xin gì. À. Trời không có tế nhị gì hết trơn. Đúng rồi. Có thật thì mới giật được đạo. Đúng. Rồi yên tâm. Ăn gì nói con làm cho. Nói nào ngay. Ăn rất là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng thôi á. À. Ăn mì gói ha. Không. Trời ơi. Một cái con người như tôi mà đi ăn những cái món ăn của người phàm sao được. Tôi là tôi phải ăn những cái món ăn như vậy. À. Cua rang muối, rang me,
rang cháy tỏi, tôm hùm, tôm xào, tôm sú, rồi cái gì là cá hường chiên xù, cá hường chiên xả, cái gì nó tạo hũ chấm tương chấm chấm chao hả? Ăn vậy thôi, ăn ít quá ha. Thầy ăn cái sức ăn của thầy nhẹ nhàng, bằng 40 thằng thợ hồ ăn à, chứ không nhiều. Trời đất ơi, 40 thằng thợ hồ ăn như đó sao đủ. Tôi là tôi phải ăn gấp mấy lần mấy thằng thợ hồ đó. Mà thầy ăn là phải ăn những cái thứ gì nó thiêng liêng chứ không đúng ăn rồi, thường quá. Đúng rồi. Ăn nhang không? Không. Ăn nhang gì mà ăn nhang. Rồi dọn đồ ăn ra cho tôi ăn thôi, đi. Được rồi, được rồi, đợi chút để dọn ra liền. Ngon nha. Dạ. Quán chỗ này làm được đó. Dạ, quán nấu. Mua đi. Mua đi. Quán này ngon. Dạ dạ, dạ. Vậy mà ế đó thầy có tức không? Bởi vì phải có cái gì, cái vấn đề mà chù yếm gì ở đây á là mới ế chứ không phải khơi khơi. Yên tâm, yên tâm. Để đó thầy lo nha. Cái vấn đề á là quán của nữ, âm thịnh mà dương suy. Chính vì cái điều đó là nữ đó phải coi lại cái vấn đề mà đường con cái. Nữ phải có con đi là nó cải biến hết, tất cả mọi thứ nó xoay chuyển. Hả? Nói không có giấu thầy, em gái còn trinh, nguyên si nguyên kiện luôn. Vậy hả? Làm sao mà có con cái. Kỳ quá, cỡ quá. Yên tâm, yên tâm, thầy sẽ làm cho nữ có con. Cùng quá à. Tự nhiên cái vô đây cái coi cái đòi làm người ta có con nào đâu. Nói kỳ ghê. Kỳ quá. Gì má? Chị em đồng loại nhau, tôi làm sao có thể làm cho nữ có con được. Thầy mới nói luôn á thầy, bởi vì thầy nhiều khi thầy cũng nể nang thầy mà thầy ăn nói hai ba lời. Ý tôi nói đây á là tôi phải tích tụ nguyên khí giữa trời và đất, hiểu không? Ừ. Tôi phải tích tụ như vậy á mới tạo ra cái hình hài một đứa bé trong bụng của nữ. Trời ơi, nếu mà tích tụ mà trời đất vậy là theo em coi phim là em biết chỉ có đẻ ra tề thiên thôi. Tề thiên cái gì, nhưng mà riêng tôi là tôi làm được. Tin thầy không? Tin, nhưng mà được hả? Giá hơi cao nha. Bây giờ giá nhiêu con cũng chịu hết. Rồi yên tâm. Cái gì? Thánh thằng ơi. Thầy đẻ thường chứ không đẻ mổ hả? Trời ơi, sức của thầy là thầy phải rặn thường chứ sao mà thầy đẻ mổ được. Sao hay quá vậy trời ơi. Thấy thầy đẻ dễ không? Chịu khó đi bộ nhiều, nở nang ra đi dễ lắm. Trời ơi, thôi thầy ơi, thầy đừng có ghẹo con. Nhưng mà nói nghe nè. Nói với con á là đẻ ăn trai, nhưng mà rõ ràng này là ăn gái nè, tóc dài thấy thương quá trời. Nè, hình hài nó là con gái thôi, nhưng mà tâm hồn nó là con trai. Hiểu không? À, búp bê của cộng đồng. Đúng không? Nó nằm ngoài cộng đồng. Cái này ai mời nó vô thì nó là cộng tác viên thôi. Không phải là coi như chính thống. Hay quá á. Yên tâm. Nè, thấy dễ thương không? Khoan từ từ. Hả? Ôi, hai cái mặt như một luôn. Thì bởi vì mẹ nào con đó. Gì đâu vậy? Mẹ nào con đó. Nó đẻ nó ra. Không có. Không có làm gì mẹ nào con đó được. Cái này con của con đó. Ôi trời ơi, con của con. Giống không? Dạ chị. Ôi trời đất ơi. Mà để đỡ nó đàng hoàng. Không giống một tí xíu nào nha. Ôi thầy ơi, nhưng mà thôi. Hay bây giờ thầy nhét lại đẻ con khác ra cho con đi. Cái con này mắt nó hơi lé. Không. Nó phải như vậy đó con. Nó phải như vậy thì nó mới không giống người thường. Chứ mà kiểu mà nó chỉnh chu quá thì nó giống người thường rồi. Trời, hiểu không? Hả? Con này là con trời con Phật đó. Thầy đỡ bệnh về đó nha con. Nhưng mà thôi, vô con này nhìn nó không đàng hoàng. Sao không đàng hoàng? Nít mà xăm mình. Trời đất ơi, không phải là xăm mình. Nè con nhìn đi, đây là ba dấu ấn của ở trển, tích tụ nguyên khí của trời đất để tạo ra cái bộ dáng như thế này. Là con phải tôn trọng, con phải cưng cái đứa bé này, con hiểu không? Dạ. Nó là nguyên nhân làm cho cái quán của con thịnh vượng, phát tài và phát lộc. Mười điểm, mười điểm. Thấy không? Thấy không? Thôi 10 điểm về chỗ với đó. Mẹ con. Đó. Thôi ngoan, ngoan nè. Nó thầy thịnh nó bệnh đó. Nó tên là Thông đó. Thông là thông minh, thông là thông suốt, thông sao thông mà coi như là thông não. Con hiểu không? Nó phải sáng suốt, nó thông minh như vậy thì cuộc đời của nó sau này nó mới lên hương, nó mới phát tài, nó mới tịnh vượng. Bây giờ vậy thầy đặt đi, thầy đặt nó cái gì con để cái tên nó vậy? Cù Ma Thông. Cù
ha, tên đẹp không? Cái mặt gì chưa đủ sợ, cái gì còn thêm cái chữ ma vô nữa. Ma gì? Nó tên là Cu Ma Thông. Cái này là thỉnh ở bên Thái về đó. Là tiếng Thái đó đúng không? Tiếng Thái đó con à. Vậy là tiếng nước ngoài. À, đặt cho con từ nay trở đi, con là con của mẹ à. Mẹ sẽ cúng 12 chén chè, đặt cho con là Cu Ma Thông. Yeah, yeah. Cảm ơn mẹ. Trời cảm ơi, thối thài nó đó đúng không? Dạ đúng rồi. Nà. Thôi nà, giá cao. Bây giờ mình quay trở lại cái vấn đề tiền bạc nè. Ờ, cái này á thì biết giá của nó bao nhiêu không? Nhiều. Tính đâu cái gì chứ, nhiêu đây đối với con chuyện nhỏ. Cho 100.000 luôn. Vậy là chị chia con này 50.000. 50. Đợi thầy một tí xíu. Cái gì vậy? Hết con 50.000 rồi. Hết con 50.000 chứ có ta cũng đưa cho thầy. Trời ơi, cái gì mà cái bụng thầy như cái lòng cầu vậy? Lòng cầu cái gì? Có tôi cũng đưa cho nữ rồi nha. Trời đất ơi, nghĩ sao cái Cu Ma Thông người ta thỉnh từ bên nước ngoài trở về mà giá có 50.000. Chứ nhiều. 50 triệu. Đi. Đâu có 50 triệu. Không lấy vào. Không lấy. Nhưng mà lấy nhét vô. Cái con này nè, cái con này này xấu quá. Có bé mà còn xấu quắc nữa. Ở đâu ra 50 triệu? Con này mua có 35 ngàn, cho 50 ngàn, cho luôn 100 ngàn. Ở đâu ra bây giờ có lấy không? Bây giờ 5 triệu bán không? 5 triệu hả? Cũng được. Chạy vô trọng lấy con dao dùm cái. Lấy dao làm gì? Lấy con dao chặt con búp bê ra từng khúc một nha. Rồi chừng nào gom đủ tiền, mua đủ các bộ phận của nó ráp lại thành một con Cu Ma Thông á, thì bây giờ lúc đó là tính sao? Thôi cái gì mà mắc quá trời, ở gì 50 triệu? Thì 5 triệu được rồi, ở đâu ra 50 bây triệu giờ gì? 50 triệu có lấy không? Nhưng mà bây giờ bây giờ có 50 triệu, bây giờ mình chịu khó mình bỏ 50 triệu ra đi, rồi mai mốt mình thỉnh về, mình coi như mình cầu làm ăn phát tài, mai mốt quán của mình coi như buôn bán sơm tụ lấy lại mấy hồi. Sao dễ tính vậy mà không có chịu tính vậy? Nhưng mà bây giờ có chắc ăn không? Có chắc ăn bây giờ thỉnh cái con này về bán mới đắt không? Chắc ăn. Mình á phải bỏ con tép bắt con tôm, hiểu không? Bây giờ đợi một xíu. Thiệt á, muốn gì cũng phải từ từ. Hốt hụi một cái. Alo, bể sẹo hả? Bỏ hụi. Bây giờ thôi, bây giờ chưa bỏ được thì bây giờ mày cho tao mượn trước 50 triệu đi. Rồi hốt hụi xong tao trả cho mày. Rồi. Bắn băng kinh qua liền đi. Chuyển liền. Chuyển phản rồi. Rồi. Nè. Rồi có chưa? Có. Đó vậy đi. Bây giờ con thỉnh cái này. Thầy gửi số tài khoản cho con chuyển cho thầy. Rồi, khi mà con thỉnh Cu Ma Thông về đó, con phải cúng bái cho đàng hoàng. Dạ. Một ngày con phải cúng 3 bữa cho thầy. Cúng phải đủ nha. Dạ, cúng 3 bữa. Cúng 3 bữa. Mà thầy dặn luôn cái giờ mở cửa và giờ đóng cửa. Dạ. Giờ mở cửa của con á. Dạ. Là lúc 12 giờ đêm. 12 giờ đêm. Mà giờ đóng cửa của con là 5 giờ sáng. Chạy khách vô nhiều lắm con ơi. Hello mọi người, mình là Mai Sơn. Hãy tìm mình trên Speakable nhé.